hay không, một MC này mới là so với thằng này đó, cái này là không phải một MC này. Cái này là một cái cản mà. Đó, cản luôn, mình canh nó được một rồi. Đúng rồi, canh mình đặt luôn á. Đặt được đến sự limit luôn. Thằng này có hai cái này, chúng ta có hai điểm đánh nè. Canh này là canh một cái. Một. Cái là một điểm mà. Một châu. Nếu trường hợp mình ở đây nó không hình thành những cái kiểu mà cái dấu hiệu của mình á, con muốn á. Con muốn. Một là bạn đánh xét nè. Không, hai là anh đánh thành một lưới với người nè. Đúng rồi. Có hai cách thôi. Còn giờ là rít thì hơi đủ ro. Đủ ro. Nó không có độ đủ ro. Thì là cách một là gì? Xét. Hai là đánh thành lưới với người. Đó là cái vùng này cho ta đánh. Còn nếu không hình thành đây mà bạn lên đánh vùng này. Bắt con sống là tăng mở gì? Tăng mở đầu. Đúng rồi, tăng mở đầu. Đó. Tức là tăng mở đầu. Đó. Cái thế tăng nhảy. Để gọi là như đánh. Chứ anh gọi là cao hơn. Có thể trên cái đeo mà nhìn cho anh không biết là lên tiếp trận đánh được. Đánh được. Nhưng mà đúng là vùng rồi. Nhưng mà đời thì nó cái thế nào để đánh, dấu hiệu nào chúng ta vào mà là risk hay là xếp hay là gì, một lưới với người. Kéo này. Cái đó là gì đó là mình biết. Em xóa cái lưới.